Mà chị dùng nước hả dạ. Lâu lắm rồi á em mới qua đây thăm chị Lúc này buôn bán đỡ không chị? Cũng tạm tạm thôi chị Dạ Cái chính là để thu nhập cho con dâu đó mà Dạ Ủa Con uh, Dung Hoàng nó đi làm hả chị? À, không Mấy bữa nay bạn trai của cháu bị tai nạn Cho nên nó cứ chạy ra chạy vô bệnh viện suốt gì đó <laughs> Dung Hoàng có bạn trai hả chị? Vậy là mừng cho gia đình rồi Ôi Nếu là bạn trai Thì cái thân già của tôi cũng đỡ lo Đằng này chỉ là bạn thân thôi Bọn trẻ bây giờ á, nó không có giống như mình hồi trước. Cứ 23 tuổi á, còn chưa lập gia đình á, là lo sợ già rồi. <laughs> ba mẹ á, lo đi kiếm mối á, mà gả liền à. Đúng vậy. <laughs> Đúng là bây giờ suy nghĩ khác rồi chị à. Dạ. Yeah. Nào là phải có sự nghiệp vững vàng, nào là phải độc lập về tài chính, rồi mới suy nghĩ tới cái chuyện chồng con. Ôi, con quà nhà tôi á, nói hoài cũng vẫn vậy chị à. <laughs> con Hồng nhà em á, nó cũng vậy à. Hôm nay á, em qua đây á, là muốn hỏi chị về chuyện qua lại của mấy đứa nhỏ. Sao? Mấy đứa có chuyện gì vậy? Ồ, chị biết không, có con gái lớn trong nhà, mỗi khi nghe ai nói vậy, tôi cũng lo lắm. Thời gian này á, em cũng ăn ngủ không yên đó chị. Suốt ngày á, cứ theo dõi con bé Hồng rồi đi quan sát mọi cử chỉ hành động của nó. Cho Hồng bị sao? Em khổ tâm lắm chị à. Em có một đứa con gái duy nhất mà nó bị như vậy làm sao em sống được chị à chị cứ bình tĩnh đi có gì chia sẻ với nhau chị biết không em theo dõi nó nhiều ngày liền em mới phát hiện là nó bị lét đó chị em thấy nó có nhiều biểu hiện lạ lắm em theo dõi nó thì em mới biết nó cặp bộ với con văn chương trời con văn chương đó hả nó trong nhóm độc thân của con hoài nhà tôi mà tôi đó lập nhóm độc thân gì đó em đâu có biết đâu Bây giờ thì muộn hết rồi Em có một đứa con duy nhất à Chị bình tĩnh đi Lúc đầu tôi cũng nghĩ là cháu Hồng nó bị à, Tôi cũng tra hỏi con quà nhà tôi ừ, Rồi nhiều khi cũng cấm tụi nó chơi chung với nhau nữa Nhưng theo tôi Thì trong giống độc thân của tụi nó Không có bộ bệnh với nhau đâu chị à Tụi nó chơi với nhau lành mạnh trong sáng lắm đó Lúc đầu gia đình con á Cũng nghĩ giống cô vậy đó nhưng mà cô nghĩ chị Thu Hồng lấy với ai thì con không biết Nhưng với chị Văn Chương thì con khẳng định chắc chắn không có đâu ờ, Sao con biết? Dạ thì cô cứ tin con đi Không có nói chuyện lung tung nha con Dạ Chị, chị đừng có rầy nó Con, con biết cái gì nữa, con nói cho cô nghe đi <laughs> Chị Văn Chương á, chị giới thích con trai thôi Nhưng mà là con trai đẹp đó cô Nhưng mà chính mắt cô thấy hai đứa nó Trời đất ơi, bây giờ nhắc lại cô còn nổi da gà nè Chị à, chị có thể chị nhầm lẫn gì không thiệt tình thì tôi cũng quan tâm tới cái nhóm độc thân của tụi nó lắm cũng nhiều lần tâm sự với tụi nó cả con hồng nữa đó nhưng mà dung hòa nhà tôi nó nói là không hề có chuyện bồ bịch giữa tụi nó đâu chị phải tin con hồng chứ dạ mẹ con nói đúng đó cô chị ơi tôi tin là con dung hòa nhà tôi nó không nói dối đâu <laughs> con hồng nhà em á nó cũng khẳng định là nó bình thường nhưng mà tôi cũng như chị vậy những người làm mẹ có con gái lớn trong nhà là nỗi lo canh cánh trong lòng chị à nhưng tụi nó lớn rồi nó có ý thức biết được chuyện gì nên làm và không nên làm chị cứ tin cháu hồng chị à <laughs> dạ em cảm ơn chị nghe chị chia sẻ an ủi với em em cũng thấy an tâm phần nào Bắn <laughs> <laughs> qua nè chị ơi kìa con <laughs> dạ Ra con quên con... <laughs>